Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 đến 5 tháng 4, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 45%. Khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 55%. Từ ngày 5 tháng 4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, trời vẫn còn nắng nóng, nhưng nền nhiệt giảm thêm khoảng từ 2 đến 3 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Dự báo thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng ngày 6 đến 7 tháng 4, từ 8 tháng 4 nắng nóng giảm dần phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm 5 đến 6 tháng 4 và thời kỳ từ 8 đến 11 tháng 4, khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 4 đến 5 tháng 4, nắng nóng gia tăng và xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông, có nơi nắng nóng gay gắt, miền Tây có nắng nóng ở khoảng một nửa diện tích khu vực. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 đến 50%, thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 đến 16 giờ. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.